Ngày 29 tháng 1, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024. Tại buổi tư vấn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế MIF đã tư vấn, giới thiệu các ngành nghề, định hướng nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động, thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và phổ biến các chế độ chính sách ưu đãi đối với bộ đội xuất ngũ. Qua công tác tư vấn hướng nghiệp, các chiến sĩ có nhiều thông tin về việc làm, ngành nghề học để lựa chọn.